Sáng nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý 1 năm 2023 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và cán bộ hưu trí thuộc diện tỉnh ủy quản lý bằng hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 10 điểm cầu của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy dự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình Tây Nam Bộ và những nhân tố mới trên vùng biển đảo Tây Nam thời gian gần đây, trong đó có tình hình các quốc gia trong khu vực và những tác động đến quốc phòng an ninh của Việt Nam, tình hình trong nội địa và dự báo tình hình thế giới khu vực trong thời gian tới. Qua đó kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ hưu trí thuộc diện tỉnh ủy quản lý để nắm chắc định hướng tư tưởng phục vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới.